Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mặt tiền nằm trong khu dân cư Nam Hùng Vương, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Vị trí đối diện với trường học quốc tế, mặt tiền đường lớn khu đông dân cư. Lô đất này với diện tích ngang 4,5, chiều dài 20. Tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 90m², đất thổ cư 100%. Tiện xây dựng mới, trệt, lửng hai lầu và sân thượng. Hướng chính là hướng đông bắc, giấy tờ đầy đủ để công chứng mua bán, không thế chấp ngân hàng. Và hiện tại lô đất này đang được chủ nhân chào bán là 8,5 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về lô đất này.